Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Thủy Khôi. Bonsai Thủy Khôi đang có mặt tại Đan Phượng để gửi đến quý vị những hình ảnh bonsai đặc sắc tại vườn Chú Thích ở Đan Phượng, Hà Nội. Xin mời quý vị cùng đón xem. Đây là khu vực cổng có cây xanh rất là to, đại, rất là già. Dí và đà. Chú Thích là một người rất là yêu cây, rất là ít thương mại, nhưng cây lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Đây là một tác phẩm phi lao, rất là điệu nghệ, đẹp mắt. Tác phẩm này đã có thời gian được trưng bày tại Sơn Tây. Đẹp. Mình sẽ quay gần vào trong quý vị xem. Cây phi lao rất là mịn, gốc đẹp, hai thân đồng địa, tay cảnh đặc sắc, những thân. Phi lao mùa này và khoảng độ một tháng nữa thì có mưa phun và cây lên nhiều lộc thì nó rất là đẹp, tuyệt vời. Tác phẩm phi lao tiếp đến là một cây xanh cổ già. Cây này mình rất là thích vì dáng của cây rất là tự nhiên, cảnh được làm một cách tự nhiên theo dáng của cây, cốt của cây già lắm. Đây, quý vị cùng xem thân vách dễ bám vào đá rất là đẹp. Trên chậu lại có những bông hoa súng rất là tuyệt vời. Đá rất là mỏng. Đặc sắc tác phẩm. Chú Thịnh rất thích phi lao cho nên là sưu tầm rất là nhiều phi lao. Đây là một tác phẩm phi lao đẹp mắt. Vườn thịt rất là sạch. Đây là còn non bộ ở giữa vườn. Đằng trước nhà chú Thịnh có một hồ rất là đẹp. Tiếp đến cũng là một tác phẩm xanh cổ già. Mốc xanh mốc đỏ rất tuyệt vời. Đấy, phía bên kia cái hoa giấy rất nhiều hoa. Đấy, tất phẩm tầm đạn. Và bên này thì có vườn phôi là những cây bán thành phẩm. Mình thấy có một cây xanh hai thân già dã man, thân chuyển đẹp. Để quý vị cùng xem đường thân của cây này. Đấy, thực sự rất là quý. Cột chậu già cốc cách
và rất nhiều phôi. Vườn phôi đa dạng chủng loại. Ok, xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày vui vẻ.